Dạ vâng, cửa hàng nông ngư câu Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8, xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em thì có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có nhận ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục xin giới thiệu tiếp cho các quý khách hàng đã theo dõi kênh của hàng chúng em một thời gian qua. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em lại lên cho các bác một lô máy cưa mới. Hôm nay là tổng cộng gồm có 14 cây. Hàng chuẩn Nhật nội địa luôn quý khách hàng nha. Một đời chủ chưa qua người tiêu dùng Việt Nam sử dụng. Đó, hàng nhập chính hãng tại bãi về. Máy móc cửa hàng chúng em đã dọn rửa cũng như là sạch sẽ để quay lên cho quý khách hàng xem. Cam kết cho quý khách hàng là lô cửa hàng chúng em là máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về độ máy móc nguyên zin cho về sản phẩm của cây máy các quý khách hàng nhá. Đó, hôm nay thì cửa hàng chúng em lên có gồm có 14 cây này. Máy móc cực kỳ VIP, hôm nay thì có cả hệ Estin, hệ cưa Estin khai thác cũng có, hệ cưa gia đình cũng có, hệ cưa tay cụt cũng có. Đó, và cửa hàng chúng em là có bán nhớt kèm theo quý khách hàng nha. Đó, hôm nay là nhớt này là nhớt hút mana. Đó, nhớt nhập khẩu chính hãng tại Thụy Điển để về cho các bác về sử dụng khi các bác đặt hàng máy của bên em ạ, thì các bác sử dụng nhớt có thể đảm bảo nhất. Nếu mà chỗ các bác nào mà không bán nhớt thì có thể đặt luôn nhớt của bên em để về sử dụng, có thể đảm bảo được cây máy nhất các bác nhé. Tránh tình trạng các bác mua nhớt kém chất lượng, nhớt giả thì nó không được an toàn. Và nhớt đó thì hiện tại cửa hàng chúng em đang bán với giá là 185.000. Đó, 185.000 các quý khách hàng nhé. Rồi, và quay lại chủ đề chính hôm nay là cửa hàng chúng em đánh dấu là lô A các bác nhé. Từ A1 cho tới A14 ạ. Máy móc rất là nhiều màu sắc đúng không ạ? Đó, cực kỳ đẹp. Nói chung là các bác nào mà theo dõi kênh của cửa hàng chúng em lâu dài rồi thì biết máy của cửa hàng chúng em thì đảm bảo cho các bác là cây nào cũng cực kỳ VIP và xuất sắc luôn. Rồi, cửa hàng chúng em xin để máy quay xuống là giới thiệu từng cây một cho quý khách hàng xem, có thể đỡ mất làm mất thời gian của quý khách hàng nhé. Dạ vâng, đầu tiên trong video ngày hôm nay là con A1 quý khách hàng nha. Con này là máy cưa Estin 170C, hàng thương hiệu của cửa hàng chúng em rồi. Hầu như là lên video nào cũng có những dòng sản phẩm như thế này. Đó, con này là hệ nòng 37 ly, nhỏ gọn về cho các bác sử dụng gia đình. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19. Lam con này mặt cắt của nó là được 35 phân quý khách hàng nha. Lam xích tình trạng quá đẹp luôn đúng không ạ? Đấy. Xích con này là xài xích chung 91, tình trạng nguyên zin nguyên bản, và con này được tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác luôn. Hệ Estin 170C. Đó, cửa hàng chúng em đánh dấu là A1. Nếu mà các bác muốn đặt hàng ấy thì hãy đọc giúp cho cửa hàng chúng em cái mã mà cửa hàng chúng em đã đề lên trên con máy rồi, để tiện có thể biết được cũng như là gửi hàng cho đúng máy quý khách hàng nhé. Đó, và con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.400.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện. Giá 3.400.000 quý khách hàng nha. Con A1. Dạ vâng, xin phép các bác là cửa hàng chúng em qua tiếp con A2. A2 là một con máy cưa Estin MS200. Đó, một con máy cưa cũng mang thương hiệu của Đức, hàng bãi luôn các bác nha. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản. Con này là nòng 40 ly. Nòng 40 ly. Đó, công suất con này là nó 35-36cc ạ. Công suất của nó là khai thác tầm trung được rồi. Lam con này mặt cắt được 40 quý khách hàng nha. Mặt cắt được 40, xích là xài xích chung 3, xích chung 91. Có thắng xích đầy đủ cho quý khách hàng. Giá con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.400.000, được đánh dấu là A2.
Dạ vâng, kế tiếp tiếp là con A3 quý khách hàng nha. A3 một con máy cưa Estin 020. Con này dòng vòng Estin 020 và con A2 hoàn toàn giống nhau quý khách hàng nhá. Nòng của nó giống hết nhau luôn. Nòng bạc bít tông của nó bằng nhau cả. Và con này là hệ cũng dòng Made in Germany. Máy móc tình trạng thì có phần đẹp hơn con A2. Đây là cửa hàng chúng em bán với giá là 3.500.000. Lam con này mặt cắt của nó cũng là được 40 phân, xích là xài xích chung 91 các bác nhá. Đó, tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản. Cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? A3 giá 3.500.000. Vòng tua nổ máy móc thì cực kỳ ngon luôn. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên quý khách hàng nhá. Hệ cưa khai thác tầm trung. Đó, về cho các bác sử dụng. Dạ rồi, qua tiếp con A4 là một con máy cưa hệ cưa gia đình. Con này là dòng cưa Tananka Nhật bãi nội địa các bác nhá. Nhỏ nhẹ cho các bác nào mà đang cần một chiếc máy cưa vừa phải để cho các bác về sử dụng gia đình thì các bác lựa chọn con này giúp cửa hàng chúng em các bác nha. Con này là giá của nó là 2 triệu đồng ạ. Tình trạng máy móc quá đẹp luôn này, như thiếu thùng luôn quý khách hàng nhá. Cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp luôn. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản. Nguyên zin 100%, lam xích nguyên zin. Xích là xài xích chung 91, lam là lam bánh xe quý khách hàng nha. Lam nguyên zin theo máy của nó luôn. Có núm bơm xăng cho các bác sử dụng rất là dễ lên xăng luôn. Con này là cầm về các bác sử dụng ạ. Cắt tay dài, cầm thì rất là thoải mái và nhẹ nhàng luôn. Con này thì em nghĩ nó tầm khoảng 4 kg thôi. Tầm 4 kg thôi quý khách hàng nhá. Vâng, rất là nhỏ nhẹ, giá của nó chỉ 2 triệu đồng thôi. Mà máy móc thì cực kỳ đẹp, tình trạng như thiếu thùng luôn quý khách hàng nha. Đó, con này thì công suất của nó là 33cc ạ. Dạ vâng, tiếp tục là qua con A5, một con máy cưa Echo Curit. Con này là mang thương hiệu của dòng Echo nha các bác nhá. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là cũng là 2 triệu đồng. Đó, hàng Echo Curit. Có núm bơm xăng, máy móc đầy đủ nguyên zin nguyên bản, tình trạng máy móc đẹp. Các bác nhá. Đó. Thắng xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Có thắng xích nha các bác nhá. Lam của nó, lam con này mặt cắt là được 30 phân. 30 phân, xích là xài xích mini. Rất là nhỏ gọn, mắt xích thì to bản nguyên từ A tới Z các bác nhá. Mắt xích quá đẹp luôn, con này thì mắt xích thì trông như mới luôn rồi. Làm là nguyên zin của nó đấy ạ.
Đấy, rất là nhẹ nhàng luôn, một cái máy cưa Echocurit hệ cưa tay dài nhỏ gọn để cho các bác dọn vườn tỉa cành đồ linh tinh. Công suất của con này là cũng 33cc luôn quý khách hàng nhá. 33cc, cân nặng đầu máy không là 3,4 kg, cả lam xích vào nữa thì nó rơi vào tầm khoảng 4 kg quý khách hàng nhá. Dạ vâng, qua con A6 ạ. A6 là một con Shindaiwa. Shindaiwa cũng dòng hệ cưa tay dài các bác nhá. Và con này là nó là không có thắng xích này, đã bị mất thắng xích rồi. Bạn ấy mất thắng xích rồi nhưng mà hệ cưa Shindaiwa thì có lẽ là siêu nổi tiếng rồi. Đó, máy móc tình trạng đẹp, vip xuất sắc. Làm con này mặt cắt là được 30 phân. Xích là xài xích mini, xích của nó cực kỳ vip luôn các bác nhá. Có một sợi xích quá hiếm luôn đúng không ạ? Quá đẹp luôn, nguyên zin theo bản, theo máy. Có núm bơm xăng cho quý khách hàng luôn. Giá hiện tại thì con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.050.000. Cửa hàng chúng em vẫn miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện các bác nhé. Một con máy cưa Shindaiwa nhỏ nhẹ để cho các bác về sử dụng gia đình. Công suất của con này thì cũng là 33cc luôn các bác nhé. 33cc ạ. Được ký hiệu là A6 các bác nhé. Rồi qua con A7 là một con máy cưa khai thác chuyên nghiệp duy nhất trong vì dòng trong lô máy ngày hôm nay là một con máy cưa khai thác chuyên nghiệp luôn các bác nhá. Công suất 47cc, một con máy cưa Estin 028 AV. Nguyên zin nguyên bản là hàng bãi Đức các bác nhá. Hệ cưa đời đầu luôn ạ. Và giá con này thì hiện tại cửa hàng chúng em đang bán với giá là 5 triệu đồng. Cho các bác nào mà đang cần tìm một chiếc máy cưa khai thác keo chàm đồ linh tinh các bác nhá. Lam con này là lam theo máy là lam Latin luôn quý khách hàng nha. Lam Latin luôn ạ. Đó, cực kỳ đẹp luôn ạ, lam còn quá đẹp luôn. Xích là xài xích chung 325, mắt xích to bản nguyên các bác nhá. Nguyên zin nguyên bản theo máy của nó, một con máy cưa Estin 028 chuyên khai thác cho các bác về khai thác keo chàm đồ linh tinh. Đó. Giá 5 triệu đồng cho một con máy cưa Estin 028 các bác nhá. Được ký hiệu bằng A7. Các bác nào mà nhu cầu muốn đặt hàng con này thì hãy liên hệ cho cả chúng em để đặt hàng các bác nhá. Đọc giúp cho em là con mã là A7 là được. Đó, công suất con này là 47cc là siêu khỏe luôn rồi. Rồi trong lô máy ngày hôm nay thì có gồm có hai con A8 và A9. Đó, hai con dòng cưa tay cụt để cho các bác nào mà hay leo trèo, hay tỉa cành, hay leo thang đồ linh tinh hoặc là hay leo cây để tỉa nhánh, tỉa cành đồ linh tinh thì các bác lựa cho em con A8 và con A9 nhá. Đó, hai con này đây ạ. A8 và A9, hai con mẫu cưa tay cụt. Một con A8 là thương hiệu Ryobi. Tình trạng máy móc đẹp vip xuất sắc luôn các bác nhá. Quá đẹp luôn đúng không ạ? Nguyên zin theo bản của cây máy luôn các bác nhá. Đấy, hai ốc lam cực kỳ vip, cực kỳ đẹp luôn.
dòng cưa Ryobi A8 này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.900.000. 1.900.000 ạ, dòng cưa tay cụt nhỏ gọn, cầm một tay, tỉa cành, tỉa nhánh, đồ linh tinh được luôn các bác nhá. Thắng xích đầy đủ từ A tới Z. Đó. Có núi mươm xăng đầy đủ. Đó. Máy móc cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng dọn nổ tất cả ngon lành hết rồi. Con A8 và con A9 chỉ tích hợp cho các bác nào mà hay leo trèo hoặc là hay leo cao để tỉa cành tỉa nhánh thôi quý khách hàng nha. Còn nếu mà các bác nào ấy ạ hay cắt ở dưới đất thì nên lựa chọn cho em dòng cưa tay dài các bác nha. Bởi vì cắt hai tay thì nó sẽ thoải mái hơn cũng như là dễ cầm hơn. Còn nếu mà các bác mà lại hay cắt ở dưới đất mà lại sử dụng cưa tay cụt thì thật sự rất là khó khăn, cầm hai tay rất là khó. Nên là dòng cưa tay cụt này thì cả chúng em khuyên nên là các bác chỉ có hay leo trèo thì mới nên đặt hàng con này. Đó, qua con A9. A9 cũng là một con cưa tay cụt mang thương hiệu Tananka. Con này là 1.850.000 quý khách hàng nha. 1.850.000 làm xích nguyên zin theo bản của cây máy. Máy móc tình trạng đẹp. Quá đẹp luôn à. Có vừa nãy em nổ là nó hơi bị bắn tí nhớt nó vào đây là nó hơi bẩn thôi, còn máy móc tình trạng quá vip quá đẹp luôn. Nói chung là lô máy cửa hàng chúng em ngày hôm nay là toàn con 1.910.000 cả thôi, con nào cũng cực kỳ đẹp luôn các bác nhá. Nên là các bác không cần phải lăn tăn bỏ máy móc mà tình trạng nó xấu hay là làm sao cả, cực kỳ đẹp mã luôn. Máy móc thì nguyên zin nguyên bản từ A tới Z, cửa hàng chúng em tận tay đi ra ngoài cảng, ra ngoài kho lựa từng con một về, nên là cam kết cho các bác máy móc thì quá đẹp luôn, dọn nổ ngon lành về cho các bác sử dụng. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.850.000. Đó, một dòng cưa mang Tananka của dòng Nhật nội địa, máy móc quá đẹp luôn các bác nhá. Linh kiện sửa chữa thay thế cũng rất là dễ dàng. Đó, dòng này nói chung là ở trên thị trường đang sử dụng chuộng rất là nhiều nên là các bác không cần phải lăn tan nhá. Này xin phép các bác, con này là đã hết xăng mất rồi. Đã hết xăng mất rồi. Máy móc nổ ngon lành từ A tới Z các bác nhá. Đó, con này thì cửa hàng chúng em vừa nãy đổ vào để rửa máy mà đã hết xăng mất rồi. Quên không đổ vào để quay video. Giá 1.850.000 cho con A9. Dòng cưa tay cụt Tananka Nhật nội địa siêu vip siêu đẹp. Rồi đây, các bác mà đã thích dòng cưa Tananka rồi mà lại hay sử dụng dưới đất, không hay leo trèo trên cao để sử dụng thì các bác lựa cho em cây cưa tay dài này đây. Tình trạng máy móc quá đẹp luôn các bác nhá. Dòng cưa Tananka A10 và con A9 nó hoàn toàn giống nhau về thương hiệu cả thôi. Máy móc giống nhau, chỉ khác cái là một con là dòng cưa tay dài để cho các bác dễ cầm nắm sử dụng tại dưới đất nhá các bác nhá. Đó, còn các bác nào mà hay leo trèo thì nên sử dụng dòng cưa tay cụt. Đấy, 33cc, máy móc quá đẹp, quá vip luôn. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2 triệu đồng cho con A10. A10 các bác nha, 2 triệu đồng ạ. Làm xích nguyên zin nguyên bản theo máy của nó, về cho các bác sử dụng gia đình quá đẹp luôn. Về cắt ít tỉa nhánh đồ linh tinh thì cũng cực kỳ vip và chất lượng.
vâng, A10 giá 2 triệu đồng. Các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em. Dạ vâng, qua tiếp con A11 là một con máy cưa Echokyo Rit 3000 các bác nhé. Con này là cũng dòng cưa hệ cưa tay dài cho các bác về sử dụng gia đình nhỏ nhẹ. Công suất của con này là 30cc, có đầy đủ chức năng cho các bác luôn, có núm bơm xăng phụ đầy đủ. Đó, tình trạng hai ốc lam các bác nhá. Giá cả lại phải chăng nữa, chỉ 1.900.000, cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện, được ký hiệu là A11. Các bác nào muốn đặt hàng con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ cho cửa hàng chúng em. Đó, các bác đọc giúp cho em cái mã này là được này, là cửa hàng chúng em biết ngay. Các bác chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên, là cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn. Echokyo Rit, máy móc chạy êm nổ ngon lành từ A tới Z các bác nhá. Giá chỉ 1.900.000. Dạ vâng, xin phép các bác qua tiếp con A12 là một con máy cưa Echo Grand trắng. Con này là GC34 các bác nhá. Công suất là 34cc, nhỏ nhẹ cho các bác về sử dụng gia đình. Một thương hiệu quá nổi tiếng rồi, con này nói chung là siêu VIP luôn đấy ạ. Đấy, con này giá cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2 triệu đồng. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm phụ kiện, đầy đủ của nó, chức năng luôn các bác nhá. Thắng xích đầy đủ, núm bơm xăng phụ có luôn từ A tới Z. Cho một chiếc A12. Dạ vâng, qua tiếp con A13 các bác nhá, một con máy cưa Hitachi. Con này là công suất bao nhiêu đây? Công suất con này là mới có gần 30cc thôi các bác nhá. Rất là nhỏ nhẹ luôn cho các bác về sử dụng gia đình tiếp ạ. Hệ cưa tay dài. Giá con này là 1.950.000 các bác nhá. Tình trạng máy đẹp như trong tranh luôn các bác nha. Hai ốc làm vặn trực tiếp bằng khóa 10, đầy đủ luôn các bác nha. Máy móc cực kỳ đẹp và thương hiệu Hitachi. Đó, được đánh dấu là A13. Giá 1.950.000. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa Komatsu Genowatt G3200 các bác nhá. Công suất 32cc, nhưng mà con này là được tích hợp nòng đứng cho các bác luôn này. Tình trạng máy móc đẹp, VIP xuất sắc. Đó, trông nhìn rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Con này là được tích hợp sẵn cho các bác e gió tự động này, e gió nảy về giật, bóp cái tự nảy về đấy.
núm mương xong đầy đủ, tích hợp luôn chụp giật trợ lực cho các bác luôn. Giá con này cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.300.000. Dạ vâng, đó là tổng lô vừa tổng cộng 14 cây cưa. Cả hai chúng em đã test nổ cũng như dọn rửa, quay video cho các bác xem qua. Các bác nào mà cảm thấy ưng ý muốn đặt hàng con nào rồi thì hãy liên hệ trực tiếp cho cửa hàng chúng em ngay để đặt hàng các bác nhé. Đó, các bác chỉ cần đọc cho cửa hàng chúng em cái mã máy mà cửa hàng chúng em đã đề lên trên cây máy từng con rồi. Đấy, đã đánh dấu ký hiệu này từ A1, A2 cho tới A14 các bác nhé. Các bác vui lòng xem kỹ video, tua đi tua lại xem từ A tới Z. Đó, các bác cảm thấy mà đã ưng ý con nào rồi, muốn đặt hàng con nào thì hãy liên hệ cho cửa hàng chúng em để đặt hàng. Không cần cọc các bác nha, không cần cọc, chỉ cần để lại địa chỉ, số điện thoại cũng như là tên. Cửa hàng chúng em sẽ ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đúng máy trên video giới thiệu, máy móc nguyên zin nguyên bản. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, test nổ thoải mái, các bác thanh toán cho bưu tá. Đó, hình thức mua hàng rất là đơn giản đúng không các bác? Đó, tổng cộng là gồm 14 cây, cực kỳ VIP, cực kỳ đẹp. Rồi, đó là tổng cộng 14 cây rồi. Cả chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau. Các bác thấy video hay và hữu ích thì bấm cho em một like và đăng ký kênh các bác nhé, để ủng hộ cửa hàng chúng em. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác.